về sư thầy Minh Tuệ. Người đã sáng soi khắp bể hồng trần, dấu chân ngài in đậm chữ nghĩa nhân, là một vị sư giữa lòng dân đẹp nhất. Tôi rất thương sư thầy như Đức Phật, là chân tu đâu mấy ai trần gian sáng ngời. Lòng anh thơi vui kiếp đời màn trời chiếu đất, không sợ gì không sợ bị với ai làm chi. Sư cứ đi chân trần đường xa dân nhà, dùng bữa chay không đổi thay ngày ăn một lần. Dù nắng hay mưa vẫn đầu trần uống vài ngụm nước, sư ngủ ngồi lúc trong rừng lúc nơi tàn cây. Y áo của sư được mai từ manh dạy cũ, nhặt ở bên vệ đường mặc kệ vũ gió sương. Sư khất thực để ăn, không nhận tiền bạc cúng dường, không chức tước cửa nhà, chỉ an yên đường tu tập. Nhưng khắp nơi bên đời người dân tấp nập, cùng suy tôn như rất lâu rồi chưa thấy ngài. Ngài chân tu trên hành trình đi tìm chánh pháp, cho muôn người soi sáng người tấm gương lòng nhân. Sư chỉ ăn một lần và không nhận tiền, làm chúng ta luôn nghĩ suy về chuyện ta đã lòng sân si thích xó bị tranh giành được mất. Khi tha rồi bao bạc tiền lợi danh bằng công, đừng tham lam không dối lừa suốt đời ai hết. Như sư thầy tinh tấn hoài thắng ngay lòng an. 13 pháp khổ hạnh già sư thầy Minh Tuệ trần gian lưu truyền, học sư tôi thấy an yên, như mình vừa được trút vàng ưu tiền sân si.